Ok, hello chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã đến với Minecraft sinh tồn 1.16.1. Và hôm nay chúng ta tới với tập thứ tư hay là thứ ba nhỉ? Hình như là thứ tư các bạn. Thì trong tập này thì mình sẽ đi vào cổng địa ngục như là mình đã nói ở trong tập trước. Thì tập trước thì mình đã giới thiệu với các bạn cái ngôi nhà này đây. Đây, thì nhà của mình. Thì nó cũng không kiểu không đặc biệt gì lắm, nhưng mà mình thấy nó khá là thích khi mà ở trên mặt nước thế này nè. Thì nhìn nó khá là kiểu khá là chill các bạn. Buổi chiều ngồi đây ngắm nhìn xa xa. Đây, cũng hơi chiều chút xíu. Thì trong tập này thì mình sẽ đi vào cổng địa ngục. Với lại mình đã chuẩn bị một cái trang bị bằng vàng các bạn. Thì mình nghe nói đem trang bị bằng vàng thì sẽ bị không tấn công. Sẽ không bị tấn công khi mà vào trong đây. Thì mình cũng đã mở một cái hàng rào sắt ở đây rồi các bạn ơi. Đó. Bây giờ thì mình chắc là mình sẽ đi cho động vật của mình nó ăn đi ha. Rồi sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ đi vào cổng địa ngục sau. Tại vì chúng ta vào đó chắc cũng chủ yếu là đổi đồ thôi đúng không? Tại vì á, như các bạn đã xem tập 1 của mình hay tập 2 ta? Tập 2 á, thì các bạn biết là cái cổng địa ngục này á, là nó đi vào ngay trong cái rừng đỏ luôn các bạn. Đó, thì nó có con heo rừng á, heo rừng địa ngục cũng như là cái con Bitlin các bạn. Ok, trong tập này thì mình cần làm một cái giường màu hồng để thay thế cho cái giường màu trắng này trước. Ok, rồi, ở đây chúng ta có ba lúa này. Mình cần những cây xương các bạn ơi, để mình bón phân cái chỗ đó nữa. Những cây cung này mình sẽ lấy luôn. Cây sẻng, mình có hai cây sẻng sắt á, nhiều thế. Rồi, mình sẽ nung nốt ba miếng thịt này luôn đi. Đó, 5 miếng hay 3 miếng ta, 5 miếng. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái bàn, một cái giường các bạn. Đó, màu hồng đi. Đó, kiểu nó màu trắng thì mình không thích cho lắm, nó không có đẹp lắm các bạn ơi. Nên mình sẽ, nó bị sao thế. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ làm một cái giường pink bed, một cái giường màu hồng. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái này ra và đặt tạm cái giường ở đây đi. Ở đâu thì nó sẽ chill nhất nhỉ? Ở đây các bạn ơi, chúng ta hãy ngắm nhìn xa xa. Ngủ ngoài ban công luôn. Từ từ thì mình sẽ sắp xếp trang trí chỗ này lại sau. Tại mình chưa có sách nhiều ấy. Mình cần sách các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy bột xương trước. Sau đó thì mình xuống đây mình lấy cái miếng thịt này cái đã. Một miếng cuối cùng. Sao mình lại có mực cái lại. À, chắc là con mực nào đó nó chết thôi. Ở dưới đây chắc mình sẽ để tạm cái giường đi. Khi nào mà lười lên cầu thang thì mình có thể. Ok. Chắc tạm đi. Thôi mà thôi, không tạm đâu. Mình sẽ để đâu ta. Ở đây được nè. Mà cái giường ngủ đây thì nhìn nó nó không có được bình thường cho lắm các bạn ơi. Nên thôi mình sẽ đặt ở đây tạm một cái. Ngủ luôn đi. Tại trời cũng kiểu gần sáng nữa các bạn. Ôi lộn, tối rồi chứ sao gần sáng. Mình hơi bị lú. Ok, bây giờ thì chúng ta cần soạn lại cái túi đồ của chúng ta nữa. Sao mình lại có một cái giường nữa nhờ? À quên, có một cái giường nữa mình làm trong lúc tập hôm qua thì phải. Đi ra tới đây à. Con này hình như là zombie Bitlin nè. Ok, bây giờ thì thằng này nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ qua bên đó. Thì mình cũng có vào cổng địa ngục này trước rồi. Để mình có thể chặn cái lava ở trong tập 2 á. Tự nhiên có một nguồn lava nó chảy ra các bạn. Nên mình chặn luôn. Rồi, vào trong đó mình bị mấy con lợn rừng nó dí quá trời luôn. Nhưng không sao đâu, mình đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm sao có thể đi qua đây đây. Đập lá chăng? Mình sẽ đập lá để tạo một cái đường các bạn. Để mình có thể đi thẳng qua đây luôn. Đó, vậy đi cho nó tiện. Ok, như thế này. Không biết là tiếng đập của nó có bị to quá không ta. Âm thanh nè, mình sẽ chỉnh xuống 65 thôi. Ok, đặt cái cây ra đi. Cả cây này nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bón phân. Okay, trước tiên bón phân thì mình nghĩ là mình sẽ thu hoạch những mấy cây này chưa chín mà ta. Cây này mới chín rồi nè. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng cái bột xương để mình bón bên đây đi. Đây, 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 đây. Đó, cứ bón hết đi. Tại vì xương thì chúng ta đã, như các bạn biết là tụi mình cũng đã tìm được một cái spawn con skeleton trong tập trước các bạn. Ui, khá là may mắn luôn. Thì mình cũng sẽ sớm muộn thì cũng triển khai cái máy farm đó thôi. Thì các bạn cứ yên tâm. Trước sau thì chúng ta sẽ có rất là nhiều xương. Nên bây giờ thì có bao nhiêu xương thì cứ dùng thoải mái đi. Rồi bây giờ thì chúng ta cần qua cái chỗ cho kiều ăn nữa. Không biết là con kiều hồng nó mọc lại lên chứ nhờ. Rồi, để cho các bạn xem con kiều hồng của mình. Con này nó đang định chiếm ngôi nhà của mình chăng? Không sao. Ok, bây giờ thì
Đúng rồi, đi qua thêm một chút xíu nữa. No. Trời ơi, muốn nhảy xuống nước mà nhảy chúng tôi đã đau muốn chết à. Mình sợ một cái là cái sáp mình nó bị hư trong lúc mà mình xuống địa ngục thì mình bị mấy con kia tấn công ấy. Ơi mình có nên làm thêm một cái giáp nữa không ta? Thôi chắc đem theo vàng với lại vàng chế tạo là đủ rồi nhỉ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đó. Chiếc thuyền của mình thì để bên đây luôn rồi. Đây đây đó các bạn. Đó chính là con kiều hồng. Ok. Mình sẽ lai giống thêm một con kiều hồng nữa nhé. Bằng cách là sẽ cho con kiều hồng một cái với con kiều trắng. Để xem nó có ra con kiều hồng con không. Yes, nó có ra con kiều hồng con các bạn ơi. Thế thì ok rồi. Nhiều màu như thế này thì sau này mình sẽ làm nhà nó sẽ khá là đơn giản. Rồi, mình cho như đây ăn thôi tại mình không có đủ lúa. Còn lại mình sẽ đầu tư cho thịt các bạn ơi. Ok. Chúng ta sẽ có những con bò con cũng như là con kiều con. Đó, thế là ổn rồi. Thì không biết là làm gì nữa ta. Mình làm những cái chuyện lặt vặt đó để cho xong luôn rồi mình xuống địa ngục luôn các bạn ơi. Chắc là có vẻ như là cũng xong rồi đó. Bây giờ thì cho mình xuống đi cổng địa ngục thôi. Ok. Để coi mình có chuẩn bị thiếu cái đồ gì không nữa. Ok. Ăn một miếng thịt cái đã. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ thôi. Hạt lúa mì á, chứ mình sẽ cắt bớt thôi. Thật ra cái room đồ của mình nó cũng khá là bừa các bạn. Mình cũng chưa có sắp xếp lại nữa. Ở đây còn một chút sắt nữa, thôi để ở nhà đi ha. Áo sắt. À, mình nghĩ là mình sẽ chế tạo thêm một cái. Thôi không cần đâu, không cần đâu. Tạm thời chúng ta như vậy đi. Mình thấy khá là ổn á nè. À, mình đem theo cái này lỡ cái cổng địa ngục của mình nó có bị hư á thì mình vẫn có thể đi về được. À, ok. Rồi, có vẻ là mọi thứ ổn định rồi. Mình tại vì mình đang xây dựng cũng khá là ít á, mình chưa có xây dựng gì nhiều các bạn. Chúng ta chỉ mới tới tập thứ tư thôi à, nên chúng ta còn khá là nhiều thời gian. Bây giờ thì đi vào cổng địa ngục để khám phá xem. Ô, sao tụi nó chết nhỉ? Do những cái này chăng? Ồ, rồi mình hiểu sao tụi nó chết rồi. Wow. Ok, let's go. Chúng ta có cá nữa. Mình nghĩ là mình cũng sẽ. Nó hơi thừa á. Nhưng mà thôi mình nhặt lại đi, lỡ mình đói sao. Mình thấy gần mà nó bay xa thế nhỉ. Ok, let's go. Đập cái này ra. Và đi vào. Thì trong lúc nó đi vào thì nó sẽ có hơi giật lắc chút xíu á, nên các bạn thông cảm giúp mình nha. Đây 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 đây, mấy con heo con tấn công mình đây. Không biết các bạn có thấy bắt lắc chưa. Ok. Đây là cái rừng đỏ đó các bạn ơi. Đây đây đây, những cái con này nó tấn công kìa. Nhưng mà nó giết hết heo thì làm sao mình chụp ảnh làm thumbnail được đây. Hello. Chúng ta cần đổi đồ bro. Chúng ta cần đổi đồ. Để xem nó cho mình cái gì các bạn. Nó đang ngắm nghía cho mình. Thực ra là cái mà đáng giá nhất nó cho mình cũng chỉ là cây cước, cây cước gì. Có chuyện gì sai sai sao, tại sao nó không trả lại đồ cho mình nhỉ? Lấy đi, lần này để xem mày có đưa tao không. Tao tốn 2 viên vàng rồi đó, không phải dễ dàng mà tìm được đâu. Ok, thank you. Thuốc kháng lửa. Ok, good good. Cái này mình có thể chống được lava. Hình như là một con có thể tạm đổi được 8 lần hay sao á. Đổi tiếp. Đổi tiếp, đổi tiếp. Hello bro. Cho mình cái đồ gì ngon ngon nào. Một cái cuốc Berlin. Cái khoáng sản kia là gì ấy, thì mình cũng không biết nữa. À, nó cho mình một cái gạch này rồi. Mình đổi tiếp. Tại vì mình khá là thích trao đổi những con này á. Để xem coi nó cho mình những cái item gì. Wow. Và nó cho mình sỏi. Ok. Thấy hơi lỗ rồi đó. Trader đời kiểu này hơi hơi bị lỗ rồi đó. Trade chứ. Mình là trader đời và mình đang trade với lại trader đời bên kia. Nó cho mình một cái gì vậy? Một cái cát linh hồn á. Cát linh hồn mình có thể làm lửa trại linh hồn, lửa linh hồn nữa các bạn. Đốt linh hồn á. Nặng lên. Thằng này chắc tao đấm mày quá. Hình như con này nó sợ con zombie Weakling đó các bạn. Từ từ thôi mình đỡ thêm một lần nữa rồi mình đi khám khám phá thôi. À, cũng chỉ cho sỏi thôi. Mấy con này nó không có kiểu, nó hơi keo kiệt xíu á cho mình. Nhưng mà trong cái danh sách của nó thì nó không có thể cho mình kim cương được chứ không mình sướng biết mấy nhỉ. À, mình đào những cái này thử xem. Wow. Như kiểu mấy con này hết cái đầu cắt môi các bạn, hơi giống thôi. Đó. Đừng 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 đừng. No. Mày đừng tưởng là mày. Ok, đánh một cái chạy.
hung dữ dữ vô. À, nhặt được những cái hạt vàng các bạn ơi. Thì những cái thì ra chúng ta có thể farm vàng dưới đây nữa sao? Ok, do mình tìm hiểu mình. Ok, để mình qua bên đây xem sao. À, con lợn này thì nó đánh nhau với mình luôn nè các bạn ơi. Không biết đánh có lại không. Sao cái ui mạnh thế. À, nó vẫn cho thịt heo thôi. À, thì ra là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ đến với phần cát linh hồn. Ở đây là đất linh hồn đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ đào một ít đất linh hồn đi. Ôi sao chỗ này nó âm u và nó ghê quá các bạn. Không biết các bạn có thấy rõ không nữa. Mình sẽ cầm đuốc bên tay bên trái đi, cho các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Ui bên đây nó xanh lè. Có cả skeleton nữa nè. Hơi bị ngán ngẩm rồi đó. Cái này là hóa thạch phải không ta? Hay là thạch anh? Hóa thạch các bạn ơi. Khói xương. Hoài. Ủa khói xương được có chín bọc xương hả? Sao nó hơi lỗ lỗ vậy ta? Không sao không sao. Không sao hết. Mấy cái này mình chắc là mình sẽ lấy hết nhỉ. Khói xương thì đào bằng đào bằng cái này. Đào cái này thì sao? À, đúng rồi, đào bằng cúp thôi các bạn ơi. Mình sẽ bỏ thứ gì đó ra để mình nhặt cái khói xương này. À quên nữa, chắc mình phải chặt mấy cái gỗ cây đó nữa. Đúng rồi. Không, chưa gì mà item đã full rồi. Mình sẽ lấy hết mấy cái này đi. Thực ra xương thì mình sắp tới mình cũng sẽ khá là dư dả thôi. Nhưng mà ui, xương ghê ghê. Ok, nhặt hết cái đống này cái đã. Cái tiếng đập nó nghe đã tai nhỉ. Rồi, bây giờ mình qua mình lấy một ít gỗ. À thì ra mấy con lợn này nó vẫn spawn ra được. Mày thế. Ơi ơi bro, đánh nhau không, đánh nhau không, đánh nhau không. Ôi con này nó bật lùi khá là ít các bạn ơi, nó kiểu nó tấn công dồn dập luôn á. Ôi có thể thư cái áo mình rồi toang đấy. Thôi mình hạn chế va chạm với tụi nó. Nhặt gỗ này, gỗ này đổi ra một cái gỗ này á hả, thì chắc mục đích của nó cũng chỉ trang trí thôi. Mình có thể đem về nhà mình trồng cũng được các bạn, mấy cái mầm á. Hình như á, mình cho nó vàng thì nó không có trả lời đồ, nó chạy luôn hay sao á. Mấy thằng nhóc này nè, để xem coi nó có chạy đi không ha. Hình như là có rồi, 3, 2, 1. Biết ngay mà, không sao, không sao. À, mình xem coi mình có may mắn, có nhặt được mầm không nhỉ. Mầm. Ừ, chắc không rồi. Bây giờ thì chúng ta nên đi hướng này hay là qua đây ta. Mình sẽ cân nhắc đi qua đây trước đi. Tại vì mình chưa khám phá xong cái quay. Thợ săn đang săn cái con này. Và con này đang đánh thợ săn các bạn ơi. Wow. Mình không muốn va chạm với nó. Mình không muốn va chạm với nó. Ok. Chúng ta cần. Đã nói là không muốn va chạm mà. Có cây gì mà xanh xanh đẹp thế. Wow, bên đây có cái này là đá phát sáng đúng không? Yeah, mình cũng khá là cần. Đừng mà mày. Mày này con. Ok. Mình sẽ bỏ hạt sắt ra đi. Mình lấy cái này. Mình khá là cần cái này luôn các bạn ơi. Về nhà là mấy cái đá phát sáng thì nhìn nó cũng đẹp hơn. Đi chỗ khác. Sao mà nó giang hồ thế nhở. Mấy cái con này nó khá là giang hồ luôn các bạn ơi. Không sao. Đi đi ra. Tôi đánh mày chết bây giờ. Không, mình cũng đã chuẩn bị một cái kiếm sắt sẵn rồi. Mình phải chắc là mình phải tiêu diệt nó thôi. Nó cứ kiếm chuyện hoài à. Kiểu nó thích va chạm á các bạn. Không sao. Rồi, mình sẽ nhặt nốt cái đống này đi. Chừa một ít cho nó sáng đi. Ok. Ô, 64 luôn rồi. Tròn trịa thế. Đi xong thêm một chút nữa để xem chúng ta có những cái thứ gì. Sao dưới đây nó khá là nguy hiểm hết ta. Ây da, mình không xuống đây mình sợ đúng mỗi con này thôi á. Cái này thì nó là đèn ngắm á. À là một loại đèn thôi. Nhặt được à. Ok. Đi thêm một chút xíu nữa để xem chúng ta có gì. Wow, một hồ lava khổng lồ luôn các bạn ơi. Ok. Chúng ta đi đi theo cái vách này thì chúng ta sẽ đi tới đâu. Một cái đường đỏ này nó khá là to các bạn ơi. To và bự lắm. Con này nó định bê mình à. Thôi có lẽ chúng ta sẽ rút lui chỗ này và đi ngược lại chỗ bên kia các bạn. Chỗ xanh xanh đó. Ok, let's go.
mình chứ không muốn đánh nhau với con này đâu. Giáp mình gần hư rồi nè, hư một cái là mình bị một mấy con kia nó tấn công ấy, nên mình có phải chuẩn bị kỹ càng. À quên, mình xem cái này là cái gì cái đã. Hình chết là một loại cây thôi nhỉ. No way, no 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 no. Sorry sorry rồi, thôi xong mình có vẻ như mình hư giáp rồi thì sao á. Thôi thôi thôi, bây giờ mình tìm một chỗ an toàn. Chưa có an toàn nữa này. Đi ra chỗ khác. Ơi. Ủa gần hư rồi, chạy 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 chạy. Ủa mấy con này nó spawn không ngừng luôn các bạn ơi. Chúng ta cần tìm chỗ chạy để làm một cái bàn chế tạo. Sau đó thì mình sẽ chế tạo ra cái ok, để xem nó có được. À nó còn bị đi chậm nữa. Và nó dí mình không ngừng luôn. Quay để có. À, tình thế bắt buộc phải đánh nhau được các bạn ơi. Ô, mà có thể mình đánh không lại đó nha. Ok. Đi ra. Đi ra. Ok. Ok quá các bạn ơi. Mình đang tập trung chút xíu để xem mình có thể đấu lại tụi nó không. Sao mà không hả? Hư giáp là mình hư giáp rồi. Trời ơi nó hất tung mình kìa. Ô. Oh. No 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 no. Ok. Mình mình kém thiệt cái ta. Bây giờ thì làm một cái bàn chế tạo nha. Bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm làm rồi. Làm cái gỗ trước. Sau đó thì dục cái này ra đi. Lát lát nhặt lại. Đặt một cái bàn chế tạo xuống. Ở đâu rồi? Đây. Và chúng ta sẽ chế tạo một cái giáp vàng. Ok. Mặc nó vào. Rồi. An toàn. Rồi, tạm thời như vậy đi. Ôi, có mấy con này nó đánh đau cực kỳ luôn các bạn. Không ngờ mình. Mày sao? Mày giang hồ với ai? Hả? Giang hồ với ai? Tốt nhất là gặp nó mình nên chạy thôi. Nếu mà đánh nhau với nó thì người thiệt cũng chỉ là mình thôi, mình cũng chỉ nhặt lại thịt heo thôi. Lại một ít kinh nghiệm thôi. Đó, nên tốt nhất thì chúng ta chạy thôi. Đi sâu thêm chút xíu bên đây để xem mình tới đâu nhé các bạn. Ok. Trên đất linh hồn thì mình không bị đi chậm, nhưng mà các linh hồn thì lại bị. Ồ, mình bắt đầu nghe tiếng gas rồi. Bên đây có skeleton và hộ dung nham các bạn ơi. Và mình sẽ đánh nhau với con skeleton. Mình sẽ PvP với nó bằng cách bắn cung. Cái cây cung này là mình cũng nhặt từ mấy con skeleton thôi các bạn ơi. Ok. 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 Rồi. Ổn rồi. Bây giờ thì lại nhặt cái này cái. À, chủ yếu chúng ta xuống đây để farm vàng với lại cái thạch anh thôi. Chúng ta cũng có thể đi tìm cái loại khoáng sản gì mà khá là hiếm á các bạn. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà có vẻ khá là hiếm. Ờ, à, khoáng sản đó mình chắc là mình phải tìm hiểu lại tên của nó rồi, mình cũng chưa tìm hiểu nữa. Nhưng mà cái đó tìm cái đó mạnh hơn kim cương thì phải. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi lên một chút xíu nữa. Qua bên đây. Ui. Lâu lâu có mấy cái hố nguy hiểm thật sự luôn ấy. Chúng ta đi qua bên đây xem tiếp tục. Ờ, à, đây là sỏi đúng không? Nếu bắt qua bên đó thì chúng ta sẽ có gì? Kiểu nó tối thui tối thùi luôn á các bạn. Thôi tao về thôi, có khi là mình bị lạc rồi đó. Mình chắc là mình khám phá cái này cũng đủ đó các bạn ơi. Chúng ta về và làm những công việc hàng ngày thôi. Ô ô. Còn nữa nè. Ok. Còn một cái nữa. Ok. Mình sẽ lên giết nó. Cung của mình không còn nhiều cho lắm, nên mình cũng sẽ hạn chế bắn nhau. Ok. À quên nữa, mình còn nhiều vàng mà. Tại sao mình không đổi đồ? Hello. Đổi đồ đi. Bạn này nữa. Đổi đồ đi. Quăng lại đây, quăng lại đây. Tôi sẽ nhận hết. Lại là. Để có ông này. Ô, mình khá là thích cái loại này. Đừng 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 đừng. Mình cần cung, mình cần cung. Ok. À, chúng ta kiểu khá là bỡ ngỡ ấy. À, tranh thủ lấy thêm ít hạt vàng đi. Oh, why you shoot me? Ơ, sao nó lại bắn mình vậy?
À quên, mình đậu vàng trước mặt nó. Ô trời ơi, sao mình có thể hậu đậu như vậy nhỉ? Có thể là mình chết cái đợt này đó. Ô mình đoán không có sai mà. Ok, chúng ta mất hết level rồi. Bây giờ lại nhặt cái này cũng không có khó, nhưng mà sao mình thấy núp được như vậy nhỉ? Mình quên là chúng ta khi mà đào cái gì ở dưới đó thì nó sẽ tấn công mình, nhất là những cái vàng cũng như là rương á. Bây giờ mình lại nhặt hết đồ cái đó. Mình chỉ tiếc là tiếc cái level gọi là quay. Không sao không sao, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Chúng ta bây giờ sẽ cái con Hotline này nó cứ thích giang hồ với mình sẽ đi đường vòng các bạn ơi. Bây giờ thì bây giờ mình yếu như con cuốn chiếu vậy đó. Bây giờ hình như mình gặp mắt kia cũng bị tấn công tại mình không có đồ vàng các bạn. Chắc là cái này. Ờ nó canh giữ đồ mình kìa. Ô cái xác của mình đây sao? Trời ơi, đúng là quân ăn cướp mà nhặt hết đồ của tôi. Ok, chạy thôi. Việc của mình là chạy thiệt xa, không gặp bất kỳ con nào nữa thì lúc đó mình an toàn. Để mình còn chế tạo lại cái đồ vàng nữa. Oh no way. Sao tập này mình toan thế? Quên nữa, mình đang cầm sỏi nữa. Như thế này đi. Đó. Mặc giáp vàng vào. Đó, chúng ta sẽ chống được tụi Billy là thứ nhất. Cấp kim cương mình vẫn còn, vàng vẫn còn, sắt vẫn còn. Ok, tạm thời là an toàn. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo thêm những cái phần giáp sắt còn lại thôi. Bị con kia nó nhặt hết trơn rồi. Tụi này kiểu nó ăn cướp của mình đó. Không, kiểu nó chỉ là người nhặt thôi à, nên cũng không trách được. Ok, bên đây một ít. Bên đây chúng ta sẽ có thêm một cái ủng nữa. Và cuối cùng là cái mũ à. Rồi, đeo vào thôi. Đó, chúng ta có thêm tí giáp. Ờ quên nữa, thịt, may quá, thịt còn. Ok, set up lại các kiểu. Và như chúng ta mất một thứ đó chính là cây kiếm rồi. Không sao, không sao, không sao, không sao. Rồi, ổn rồi các bạn ơi, mừng quá. Pha đó đúng gây cấn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ trả thù những con skeleton trước. Đây, cái thằng này nó lấy của mình nè các bạn. Cái thằng này nó lấy đồ của mình nè. Ồ mà mình làm gì có. À đúng rồi. Ây da cây nó thế. Mình sẽ chế tạo lại một cây kiếm nữa. Kiếm vàng kiếm sắt nhỉ. Kiếm sắt đi cho nó giang hồ. Ok, đập cái này ra. Ây, khá là nguy hiểm các bạn ơi. Nhưng không sao, mình đang bắt đầu an toàn dần rồi. Bây giờ chúng ta đổi đồ với tụi nó đi. Lần này thì mình sẽ thông minh hơn. Nói chung là dạy một lần thôi các bạn. Nhặt lại những cái món đồ khác nữa này. À nó chỉ lấy giáp của mình thôi sao. Ok. À mình sẽ đổi những cái này thành xương hết đi. Thôi thôi, nó sẽ khá là tốn không gian á. Vậy mình sẽ thảy cái này ra, thảy sắt này ra. Rồi, bây giờ đi đổi đồ của tụi nó thôi. Ây da, cái tụi scare nè. Mình có khiên ở đây không? Có khiên. Nhưng mà mình thích cầm đuốc hơn, tại vì cầm đuốc các bạn dễ thấy hơn á. Nên mình vẫn ưu tiên cầm khiên, tại vì nó bắn mình. Ok, nó đặt đuốc ở đây các bạn cũng có thể thấy được. Rồi, mình sẽ đổi đồ lại con này. Hy vọng là sau khi nhặt đồ của mình nó sẽ giàu hơn. Và nó sẽ cho mình đồ VIP hơn. Rồi, bây giờ thì trao đổi nó thôi các bạn ơi. Đặt cái đuốc ở đây. À, chỉ á, ô chỉ nhiều đấy. Tiếp 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 nè bro. Ok, mình sẽ cố gắng đổi thêm tầm một ít vàng với nó nữa. Ở con này cũng muốn trao đổi nữa nè. Oh yes, chúng ta có được kem dung nham rồi. Kem dung nham để ăn hay sao? Mình giỡn. Ơ, cái lần này, à mình hết không gian hay sao á. Bây giờ thì chúng ta có thuốc kháng lửa này là mình cần thiết lắm nè. Xương mình sẽ quăng đi. Hắc diện thạch này mình sẽ không quăng đâu. Để gia thuộc á. Sỏi á. Sỏi thì thôi cứ để đi, tại vì nó cũng có một số nhiều ấy. Này không cần nè, không cần này. Thịt. Ok, tạm thời như đây đi. Mình sẽ kiếm con đổi tiếp. Hay mình bắt lẻ con này mình đánh nó để mình lấy lại đồ ta.
Ơi thằng nhóc này, thằng nhóc lấy đạn lấy vàng của mình nè. À. Lớn bầy lớn mà lấy vàng của người ta. Ok, tiếp đi, tiếp đi. Mình muốn trao đổi tụi nó. Cái thằng nhóc này. Rồi luôn, thằng nhóc này nó nhặt luôn rồi. Thiệt luôn á. À thạch anh. Thấy chưa bạn, để các bạn để ý thằng nhóc đi. Đó, nó me me lắm. Đây 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 bro. Ê, lại nhặt lại nhặt. Rồi, thằng nhóc nó vẫn nhặt. Thằng nhóc nó vẫn nhặt. Ghét thế nhở. Ồ đúng rồi, giết con heo này đi, giết con heo này đi. Đây chúng ta sẽ xem cảnh tượng tụi nó săn con heo. Ok ok. Rồi. Bây giờ thì thực sự là mình muốn để thằng nhóc này đi xa thiệt là xa rồi mình mới nhặt đồ mới đổi á. Đây 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 đây. Đổi hết luôn nè. Rồi, mình sẽ đổi với 4 thằng luôn. Đó. Đổi một lần 4 thằng đi cho nó tiện. Ui. Yeah. Ê, ê. Trả đây. Trả đây. Trời ơi. Cái đồ này của tôi. Vậy mà nó nhặt của mình luôn. Ôi tụi này đổi một lần 4 thằng không hợp lý rồi. Thôi vậy đổi 3 thằng thôi. Ok, mình sẽ đổi nốt 3 thằng này thôi các bạn. Rồi mình sẽ chắc là đi về thôi. Ở đây nguy hiểm quá. Mình mất khá là nhiều level rồi đó. À. À. Chắc là khi trao đổi tụi nó sẽ được nâng cấp hay sao á. Mình nghĩ vậy. Hoặc là do nó nhặt của mình. Đơn giản là một trong hai thôi. Thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi về thôi các bạn ơi. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Chỗ này đúng là nơi đất khách quê người. Ok. Rồi chúng ta về tới rồi. Việc tiếp theo chúng ta đóng cái cổng nó lại. À. Làm sao để đóng? Ok, như thế này. Nhưng mà mấy cái thằng nhóc thì nó vẫn có thể qua được các bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao. Sau chuyến đi thì chúng ta lỗ nhiều hơn lời các bạn ơi. Nhưng không sao. Bây giờ mình chỉ cần cất vào một cái rương nào đó. Mình nghĩ là mình sẽ cất cái thùng thứ hai này. Thùng thứ hai này sẽ dành cho những cái đồ ở dưới địa ngục. Đó. Ok. Mà ở dưới chúng ta có thể farm gia thuộc từ mấy con heo đó cũng ổn các bạn ơi. Đó, nên chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm được sách. Đây, cái này đem theo đi. Khi nào mà mình gặp nguy hiểm thì mình có thể dùng. Nấm kỳ dị á. Mình không biết nó để làm gì nữa. Ok. Tạm thời là mình đã đi xuống địa ngục và khám phá rồi. Và nó cũng khá là gây go các bạn ơi. Và có lẽ là tập này mình sẽ dừng tại đây thôi. Và một trong những tập sau thì mình sẽ cố gắng làm những điều hay ho nha các bạn. Và hình như là trong tập trước lúc đi về á, mình cũng đã tìm được một cái làng sa mạc đó các bạn. Đó, nên khá là đặc biệt luôn. Có gì trong những tập sau thì mình sẽ cố gắng quay nhé các bạn. Ok, tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.